Hả? Quay quay hả? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình 360 độ ngon. Nãy giờ núp đây chắc đâu thấy đâu ha. Chắc đâu thấy đâu ha. Ngày hôm nay, Bảo đang có mặt trên đường Huỳnh Tĩnh của quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì Bảo đã từng giới thiệu cho các bạn về một cái chỗ bán thịt xiên nướng trên con đường này, rất là ngon luôn. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu thêm một cái chỗ ăn ngon nữa trên đường này. Đó là một cái xe bánh bao chiên rất lâu đời, rất ngon, được rất nhiều người yêu thích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến đó để khám phá cái xe bánh bao chiên này nhé. Là chủ của xe bánh bao chiên ở trên đường Huỳnh Tĩnh Của. Mình bán cái món bánh bao chiên này được bao nhiêu lâu rồi chú? Chắc khoảng 28 năm rồi đó con. Wow, 28 năm. Đúng rồi. Chú con thấy ở đây thì mình có những cái bánh bao chiên sẵn như thế này là sao chú? Thứ nhất á là khi mình chiên sẵn này để mình khi mà người ta đặt trên mạng á, thì cái số lượng thì 50, 30 hay là 100 cái là mình để có mình cung ứng kịp. Dạ. Và thứ hai nữa là khi mình làm này mình chiên lại lần thứ hai thì bánh nó sẽ có độ giòn, nó ngon hơn. Là có hai lý do mà để chú chiên, gọi là chiên sơ đúng không chú? Cái này là chiên sơ thôi. Chiên sơ. Là cái thứ nhất là sẽ có những cái thời điểm mà có những cái đơn đặt hàng rồi người ta mua trực tiếp ở đây đông quá đúng mình rồi. Làm không kịp. Dạ, đúng rồi. Cái thứ hai nữa là mình chiên hai lần là có bí quyết cho nó ngon hơn. Dạ, trung bình một ngày như vậy thì mình bán khoảng bao nhiêu cái? Mình có thống kê được khoảng bao nhiêu cái bánh như này không chú? Có nghĩa là bình của một ngày chú bán khoảng 600 đến 700 cái mà thôi. Chứ còn thực tế là nếu mà bán được phải cả ngàn cái. Nhưng mà thực tế cái sức mình làm không có đủ. Là chỉ giới hạn ở một cái số lượng bánh như vậy thôi. Thôi vậy thì mình bắt đầu bán từ mấy giờ chú? Buổi sáng rồi bắt đầu là chú bán khoảng 10 giờ là ra là 11 giờ bắt đầu có bánh. Khoảng đến khoảng 5 giờ rưỡi và 6 giờ chiều là hết. Dạ rồi. Bây giờ thì chú cháu mình sang đó chú chiên thử một cái nồi chiên cho con xem được không? Dạ rồi, con cảm ơn chú. Chú sẽ làm bột. Cái bột này thì mình làm có mất thời gian và cực không chú? Cũng không, chứ mình quen rồi cho nên nó cũng chả rồi có không cực lắm. Không cực lắm. Thì tại mình quen rồi đó con. Dạ, rồi nhưng mà có mất thời gian không chú? Cái thời gian cái bột đây để khi mình làm bột, mình ủ bột ít chứ không phải là 3 tiếng cho lên là bắt đầu mình mới làm. Nãy giờ Bảo tưởng cái cục kia là cục bột. Nhưng mà không phải, cái đó là giống như là cái mình thường mình nói là cái bông bảng đó, nhưng mà cái này là chú để dùng để chấm bột. Đúng rồi. Để phủ đều lên cái phần lên giống dạ. Trang điểm vậy đó con. Dạ. Nhưng mà cái này con hỏi trước chú là cái mình dùng cái này là dùng tay quen rồi đúng không chú, hay là có nghĩa là ca phải dùng tay, cái này không, mình không thể mang bao tay được. Dạ, vì sao chú? Tại vì cái độ bột đây là mình phải ngắt, mình có cảm giác trong cái tay của mình ra mới được. Tức là cái tay mình phải chạm cục bột mới được. Cái cảm giác của mình ra bột chứ mình làm tay nó sẽ dính, nó sẽ không có ra được. Con phải có bột áo. Nên là nãy giờ là hầu như bọn thấy rằng là chú Hùng rất hạn chế để chạm vô mọi cái vật từ nãy đến giờ luôn. Đúng rồi. Cái đôi tay của chú. Đôi tay của chú chỉ làm trong phạm vi này thôi, còn bán bánh thì sẽ có gấp để an toàn. Dạ. Nên là mình thấy cái điều đó là phần nào cũng đã thấy là yên tâm rồi. Đúng rồi. Cái bánh này là hồi xưa là có chú có sư phụ không hay là mình tự mày mò chú? Có, chú học một người Hoa, một ông người Hoa. Là cũng có đi tầm sư học đạo cái món bánh này. Học một người Hoa ở trong vùng Chợ Lớn. Dạ. Rồi sau này là thực tế là cái món bánh bao chiên là sau ngày xưa người Hoa người ta có một cái món bánh gọi là món ca dế. Dạ. Rồi sau này cái món bánh bao chiên là qua bên tay người Việt mình, người ta mình biến tấu rồi. Hồi nãy là con có hỏi về cái phần bột, còn về cái phần nhân này thì mình làm như thế nào và có mất thời gian không chú? Nhân thì rất ưu thời gian. Quan trọng cái bánh bao chiên là nó ngon là nhờ ở cái nhân. Dạ. Khi mà cái bánh mà có nhân thì con biết rồi, cái nhân quyết định cho cái bánh đó. Dạ. Cho nên cái bánh là cái nhân sẽ quyết định cho cái bánh đó. Hồi nãy chú nói là bột thì nhanh nhất cũng khoảng là 3 tiếng. Còn nhân này thì khoảng bao nhiêu tiếng chú? Có nghĩa là nhân là tùy theo. Mình làm một lần một tiếng đồng hồ trên một chảo nhân mình làm tùy theo. Đó giờ là đi ăn bánh bao chiên thôi, nhưng mà ít khi nào gọi là mình dành một chút thời gian mình đứng mình xem cái người làm bánh bao chiên họ gói cái bánh bao chiên như thế nào. Và như các bạn thấy là đôi tay chú là nhanh thoăn thoắt luôn. Tại vì cái bánh bao chiên này đấy, ở thành phố chú nhờ nổi tiếng một cái là ở thành phố này chỉ có một mình chú bắt được cái kiểu này. Dạ. Và hầu hết thành phố người ta sẽ bắt trên tay. À. Và
nó sẽ không được có cái đầu bánh bao chiên như cái đầu của cái này giống như cái kiểu mình gấp những đúng cái món bánh xếp hay là điểm sấm mà các bạn hay ăn đúng không chứ? Cái đây là giống như đúng là thuần túy nó là mình bắt giống như bánh bao chiên hấp luôn. Thật ra là đầu tiên là vì vấn đề vệ sinh nên là Bảo không có xin để thử gói được, nhưng mà trong cái tưởng tượng của Bảo thì chắc chắn rằng là nếu mà Bảo gói thì cũng sẽ không được khoảng 10% công lực của chú đâu, tại vì cái tay của chú gói các bạn thấy là những từng cái nếp gấp rất đều nhau và rất nhanh luôn. Và như thế này mới kịp, chứ nếu mà gấp như cái này mà chậm tay chắc làm không kịp đâu chú ha. Không kịp đâu con. Dạ. Về cái dầu chiên này thì mình thay dầu như thế nào chú? Có nghĩa là chú rất kỹ, ngày nào chú cũng phải là, lúc nào ngày nào thì cũng phải là bổ sung thêm dầu mới. Và dạ, cái dầu mà nó lắm nó cũ là chú đổ, chú bỏ. Bây giờ thì chú đã chiên xong 10 cái, màu sắc rất hấp dẫn luôn. Và chính vì ở đây thì chú sử dụng cái dầu nó mới, chứ như vậy thì chiên ra cái màu cái phần bánh bao chiên rất là đẹp. Ở đây thì một cái có giá là bao nhiêu chú? Ở đây cái giá là 5.000. Mình cái giá thấp nhất mà hồi trước mình ra là bao nhiêu? Hồi trước bán có 4.000 thôi. 4.000. Ừ. Rồi lên 5.000 là bao lâu rồi? Khoảng 2 tuần. Dạ. Mới có 2 tuần nay. Thôi. À, 2 tuần nay nói chung là mình tới vào cái thời điểm là 5.000 cái đó các bạn. Nhưng mà lên giá là có lên thêm nhân thêm bột không? Chắc chắn phải có. 10 năm rồi chú mới lên đây. Dạ rồi. Ừ. À, cái này là 10 cái này là chú có chiên cho khách không? Đây là đang chiên cho con. Có chiên cho con. Chiên cho con. Đúng rồi. Rồi, vậy thì ngày hôm nay nãy giờ chưa ăn gì nên là con quyết định là bây giờ con mua hết 10 cái này. Rồi, dạ rồi. Đặc biệt con sẽ ăn, con cảm thấy cái đầu này nó sẽ rất ngon. Dạ. À. Ở đây thì mình có chỗ ngồi lại không chú hay là mình bán mang đi? Con ngồi đây. Không có, ở đây bán mang đi thôi. À, nhưng mà nếu mà khách mà họ đi xa quá, từ nơi xa họ đến thì có chỗ ngồi cho họ không? Không có chỗ ngồi. À, là ở đây là chỉ bán mang đi thôi các bạn. Nhưng mà Bảo sẽ là vị khách đặc biệt được ngồi lại ăn thử liền. Dạ rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì Bảo đã có 10 cái bánh bao chiên này. Thật ra thì tại vì lúc nãy thì 10 cái đó là chú chiên cho cả ekip của Bảo luôn, nên là vì phép lịch sự thì Bảo sẽ gọi hết 10 cái đó. Nhưng mà thực chất thì chắc có lẽ là Bảo sẽ không thể nào ăn hết 10 cái đâu. Mình chỉ ăn lấy hoa, lấy vị khoảng vài cái thôi. Còn tí thì mình sẽ gửi lại những cái còn lại cho ekip mang về. Đang giảm cân thì nói chung là đồ chiên dầu mỡ thì mình cũng không ăn nhiều. Ăn để review cho các bạn thôi. Các bạn thấy Bảo là người review có tâm, sẵn sàng hy sinh cân nặng chỉ để trải nghiệm được những cái chỗ nào ngon giới thiệu cho các bạn để các bạn đến ăn thôi. Rồi, và dầm cũng khá nhiều rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức một cái chiếc bánh bao chiên ở đây. Hồi lúc nãy thì chú có nói rằng là khi mà ăn đó thì ngay cái chỗ này nè cũng là cái điểm nhấn, cái điểm đặc biệt ở cái xe bánh bao chiên của chú. Đó chính là ngay đây thì nó sẽ rất là ngon. Bình thường đó, ví dụ mà Bảo ăn bánh bao chiên nhiều nơi á thì ngay cái chỗ mà người ta hay túm lại nè thì cái phần bột nó sẽ bị dày mà nó không có nhân, ăn nó khá là chán. Nhưng mà ở đây thì xem như nào, về cảm quan á, mình cầm ở bên ngoài á thì cái bánh nó rất là đều, nó rất là đẹp. Cái màu á, tại vì ở đây á, thì chú sẽ chiên bằng dầu khá là mới luôn nên là cái màu bánh cho ra thì cũng rất là đẹp nữa. Cầm cái bánh mình bóp như này này mình thấy nó hơi xốp xốp đấy. Rồi bây giờ thì sẽ bẻ ra thử để xem phần nhân ở bên trong là như thế nào. Hồi nãy thì lúc mà đứng thấy chú gói bánh thì cũng thấy là trong này thì sẽ có một cái trứng cút đây, mày thấy không? Cái phần bột á nó khá là mỏng và nó đều nhau lắm, không có kiểu mà chỗ dày chỗ mỏng, rất là đều luôn. Theo các bạn thì Bảo sẽ ăn bên nào? Chắc chắn là ăn bên trứng cút rồi. Một cái chỉ có một cái trứng cút thôi. Chân ngái thì bánh bao chiên là cái này nè các bạn. Đó. Phần bột giòn, xốp, không có bị cứng, không bị dai, rất là vừa ăn. Cái phần nhân rất là thơm luôn. Cái phần nhân này á, khi mà chiên á thì cái phần gọi là cái gì nhỉ? Nước thịt đó cũng như gia vị đó, nó tươm ra cái phần bột bánh bao nó thấm vô, ăn rất ngon luôn. Và đặc biệt là như lúc nãy thì mình nhìn mà mình đoán ăn thì đúng là như vậy. Cái phần bột ở đây á nó đều nhau lắm, nó không có bị chỗ dày chỗ mỏng, cho vô miệng ăn rất là ngon. Cái này thiếu một món, hồi nãy chú mang vô thì chú cũng nói là thiếu một cái món mà nó gọi là tạo nên gọi là đỉnh cao hương vị đó, thì đó chính là cái phần tương ớt. Cái này ở đây chú không có tương ớt nên mà các bạn nào mà mua mang về, mà ở đây thì chú chỉ bán mang về thôi, không có chỗ ngồi lại, mua về nhà ghé mua chai tương ớt hoặc nhà có sẵn tương ớt xịt thêm miếng tương ớt vô đây nữa là hết sảy.
và có một cái vị nó khá là lạ so với cái những cái bánh bao chiên mà Bảo từng hay ăn ở Sài Gòn. Nó thơm thơm và vừa phát hiện ra đó là cái phần ngò rí có trong cái phần nhân bánh. Đấy, cái xanh xanh mà các bạn thấy nè, nó cho cái vị thơm thơm và rất là lạ miệng trong cái bánh bao chiên này luôn. Cái điểm mà Bảo thích ở cái bánh bao chiên này, cái phần nhân bánh á, đó là cái vị nêm nếm rất là vừa ăn rất là thơm. Cái phần thịt nhiều nè, nấm mèo không quá nhiều, ăn rất là ngon. Và đúng thật là lúc nãy chú nói rằng là ăn á, để ý ngay đây nè, cái chỗ này nó không bị dày giống như những cái nơi khác bán, mà ngược lại á, khi mà ăn ở đây á, nó giòn giòn, nó thơm thơm, rất là ngon luôn. Đã quá. Đấy. Bột bánh không quá dày, nhân nhiều, có cái mùi ngò rí thơm thơm, quá đã. Tuyệt vời các bạn ơi. Bảo nghĩ rằng là bánh bao chiên ở Sài Gòn thì rất là nhiều, nhưng mà để tìm được một cái chỗ bán bánh bao chiên, cái phần dầu không bị đen, cái phần bột bánh nó rất là vừa, nhân bánh ngon, giá cả phải chăng, và đặc biệt là kinh nghiệm hai mươi mấy năm nữa thì khá là khó đấy. Phần nước thịt đó, cái phần gia vị đó, nó tươm ra, nó thấm vào trong cái phần bột bánh nào, rất ngon luôn. Nó không có làm cho mình kiểu mà cái bột bánh nó bị nhạt, nó bị ngán, nó thấm gia vị rất đều, rất đã. Và từ nãy giờ thì cũng sơ sơ hai cái rồi đó. Một cái thì có giá 5.000, hai cái là 10.000, và quả thật là hơi no rồi đấy. Bảo nghĩ rằng nếu mà ai mà gọi là ăn khỏe đó thì tầm 4 cái này 20.000 là đủ no luôn các bạn nha. Ăn no nha, món ăn chơi mà mình ăn thành no đó là 20. Còn nếu mà kiểu mà mình ăn vừa vừa thôi, kiểu mà lót dạ vào chưa tới giờ cơm chiều, hoặc là ăn trưa rồi nhưng mà vẫn thấy chưa no đó, thì làm thêm hai cái nữa là thấy là rất ấm êm luôn, rất vừa, mà giá cả thì cũng rất là phải chăng nữa. 2000 year later. Một thời gian cũng đã trôi qua. Và lúc nãy thì Bảo đã nói rằng là Bảo ăn hai cái thì cũng thấy là hơi no, nhưng mà tự nhiên một thời gian trôi qua thì Bảo lại thấy rằng là chưa no lắm. Đang giảm cân mà, nói chung là đồ chiên dầu mỡ thì mình cũng không ăn nhiều. Đang giảm cân. Nên bây giờ thì Bảo quyết định là ăn thêm cái nữa, review kỹ hơn cho các bạn nghe. Nói chung là ăn cho nó đã thì hai cái chưa đã lắm. Và hồi nãy vừa phát hiện ra một cái chuyện rằng là cái bánh bao ở đây á, cái phần bột bên ngoài nè, chiên rất là thơm luôn. Bảo nghĩ rằng là có hai cái lý do. Một á, là ở đây thì với cái kinh nghiệm bán bánh bao chiên hai mươi mấy năm của cô chú, thì cái việc mà xử lý cái phần bột này làm sao để chiên ra nó thơm á, đó là một cái bí quyết. Cái thứ hai nữa là cái lúc chiên, như lúc này Bảo thấy là chú sẽ cắt một ít lát gừng cho vô trong lúc đang chiên những cái bánh bao chiên này, nó sẽ làm cho cái phần bánh bao chiên này nó thơm. Mà đúng thiệt là nó thơm thiệt các bạn à, ngửi rất thơm, rất hấp dẫn luôn. Đang đói bụng mà là trời ơi, bao tử nó cồn cào, nó kêu ọt 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 rồi đó. Đây, bây giờ không bẻ nữa, nay giờ bẻ ra hai cái rồi, giờ cái này mình cắn luôn cho nó đã. Ủa, trứng cút rồi à, đang trong miệng không? Xin lỗi, xin lỗi, ngoạm vừa hết cái trứng cút luôn mà tôi không phát hiện được là tôi đã cho cái trứng cút vào trong miệng. Ngon quá không? Cái phần nhân bên trong thơm, bột đó giòn, cái lớp bên trong lại hơi mềm mềm, ăn rất là đã luôn á. Ngò rí cho vào trong nhân ăn đầu tiên, cái cắn đầu tiên các bạn sẽ cảm thấy cái vị gì đó nó rất là lạ luôn, nhưng mà cắn cái thứ hai mình lại thấy nó thơm thơm, và cắn tới cái thứ ba thì mình mới phát hiện là à, cái hương vị này là cái hương vị của ngò rí ở trong đó. Rất là ngon. Và tổng kết lại với cái món bánh bao chiên bán 28 năm trên đường Huỳnh Tĩnh Của, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, của chú Hùng và vợ của mình, thì đây là một trong những cái chỗ ăn bánh bao chiên ngon, đáng thử ở Sài Gòn. Trước đây thì Bảo từng giới thiệu cho các bạn về một cái xe bánh bao chiên ở quận Tân Phú, cũng rất ngon, rất đáng thử, nhưng mà có một cái khuyết điểm đối với Bảo, đó chính là nó hơi xa nhà của Bảo, nên là mỗi lần mà muốn ăn thì nói chung là cũng phải vượt ngàn vạn dặm xa xôi để đến đó, nên là cũng lâu rồi chưa có dịp ghé đến nó ăn. Cũng đang tìm một cái chỗ nào đó bán bánh bao chiên gần gần nhà mình một chút, thì vô tình được một vài người giới thiệu về cái bán bánh bao chiên này. Và đúng thật rằng là
đây sẽ là một cái chỗ mà mai mốt Bảo sẽ là khách quen, tại vì hương vị của nó rất là ngon. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bảo sẽ phỏng vấn một vài vị khách đang mua bánh bao chiên ở đây để xem là cảm nhận của họ về hương vị của cái món bánh này là như thế nào các bạn nhé. Đi thôi. Và giới thiệu với các bạn, đây là cô Kim Anh, người vừa mua 10 cái bánh bao chiên tại đây. À, mình ăn cái món này được lâu chưa cô? Lâu rồi, 20 mấy năm rồi. Wow, 20 mấy năm. Có điều gì trong cái món bánh bao này mà khiến mình ăn 20 mấy năm vậy? Tại vì rất là mùi rất thơm ngon và đặc biệt. Dạ. À, cô có thể so sánh cho con biết một chút giữa những cái nơi bán bánh bao chiên ở Sài Gòn với cái bánh ở đây thì nó có khác nhau gì không cô? Cái vị ở đây nó thơm ngon hơn, khác biệt với mấy kia là nó rất là ngon và nó là chiên ra nóng mới, rất là ngon. Dạ, còn về giá cả thì cô thấy một giá cái bánh thì quá hợp lý rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Với quán bánh bao chiên của chú Hùng mà ngày hôm nay bà giới thiệu cho các bạn thì đây là một trong những cái chỗ bán bánh bao chiên rất đáng thử tại Sài Gòn các bạn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những món ngon tiếp theo của chương trình 360 Đủ Ngon. Bye bye.